Vân Khanh xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi mục Chính sự Việt Nam của đài truyền hình kalitoday.com được phát thanh và phát hình mỗi ngày, thêm về tình hình chính sự tại quê nhà, được trích từ báo kalitoday.com trong số ra mới nhất. Mời quý vị theo dõi bản tin Mỹ tạm dừng cấp thị thực, nhiều quan chức Việt Nam mất ngủ, của Phạm Chí Dũng, được trích từ báo Cali Today. Thông tin Mỹ sẽ tạm dừng cấp các thị thực I-5, A-5 và SA cho công dân Việt Nam từ ngày 23 tháng 3 năm 2018 không làm tuyệt đại đa số người Việt trong nước quan tâm, nhưng sẽ khiến phần lớn giới tinh hoa đất nước, nhiều quan chức giàu sụ đang tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc vào danh sách giới có tài sản hàng trăm triệu hoặc hàng tỷ Mỹ Kim phải choáng váng đến mất ngủ. SR là thị thực định cư dành cho cá nhân, nộp hồ sơ đi Mỹ làm việc trong lĩnh vực tôn giáo. Còn I-5 và A-5 là hai trong số bốn hạng mục thị thực thuộc chương trình đầu tư tạo việc làm ở Mỹ EB-5 có thể dẫn đến quyền định cư lâu năm ở Mỹ. Chương trình EB-5 quy định một nhà đầu tư nước ngoài phải đầu tư vào Mỹ tối thiểu 1 triệu đô la hoặc 500.000 đô la ở vùng nông thôn, tỷ lệ thất nghiệp cao và tạo việc làm cho 10 người lao động trở lên trong mỗi dự án ở Mỹ. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trong tài khóa 2017, 665 thị thực diện EB-5 đã được cấp cho người Việt. Nhưng bây giờ thì cho dù một quan chức Việt muốn ra đi tìm đường cứu nước, có đổ vào Mỹ cả chục triệu Mỹ Kim thì cũng chẳng còn tìm ra triết lý đương đại của Việt Nam. Cái gì không thể mua bằng tiền thì sẽ mua bằng rất nhiều tiền nữa. Trong khoảng 5 năm qua, trong giới đại gia và quan chức, đặc biệt ở khu vực Hà Nội, đã khá phổ biến kinh nghiệm cần một khoản chi phí 500.000 đô la để được nhập tịch Canada và Mỹ. Ngay trước đại hội 12 của Đảng cầm quyền, một đơn thư gửi đến Bộ Chính trị đã tố cáo bà Nguyễn Thị Thanh Phượng, con gái thủ tướng khi đó là Nguyễn Tấn Dũng, có quốc tịch Mỹ. Dù chẳng ai dám nói trắng ra, nhưng nhiều quan chức và thương gia đều ngầm hiểu với nhau là việc có thêm một quốc tịch nước ngoài mà do đó vi phạm luật Việt Nam là chẳng có gì xấu trong tình hình hiện nay. Mà tình hình hiện tại lại là một núi lửa đang hực chờ phun trào, bao gồm những biến động chính trị nội bộ không thể lường trước, làn sóng phản kháng xã hội của các tầng lớp nhân dân ngày càng dữ dội, trong đó phải kể đến tâm lý hồi tố tài sản tham nhũng và sự trả thù của người dân một khi chế độ không còn nằm trong tay lớp quan lại nhũng nhiễu. Nhưng sau Canada siết chặt các điều kiện nhập cư đối với người Trung Quốc, giờ đây đến lượt Mỹ siết chặt thủ tục nhập cư, tiền không thể là tất cả. Việc Mỹ sẽ tạm dừng cấp các thị thực từ tháng 3 năm 2018 lại trùng với bối cảnh lò của ông Nguyễn Phú Trọng đang rừng rực cháy ở Việt Nam. Đầy triển vọng biến năm 2018 và cả vài năm sau đó thành một chiến trường truy sát tham nhũng mà sẽ khiến không chỉ quan chức cấp trung ương mà cả nhiều quan chức cấp địa phương bị tống vào lò. Nhiều thông tin không chính thức cho biết nhiều quan chức trung cấp, trong đó có cả những cái tên cụ thể, đang làm việc cho có và dường như chỉ chờ cơ hội thuận lợi là xin nghỉ việc để cùng gia đình đến một nước nào đó định cư.
kể cả việc phải trả lại thẻ đảng hoặc giấu biến gốc gác đảng viên Đảng Cộng sản. Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Canada là những điểm đến đầy hấp dẫn. Với quan chức cao cấp, từ bộ trưởng trở lên, tin tức về tài sản, tâm trạng và đường đi nước bước của họ kín đáo hơn. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cũng xuất hiện một cái tên nào đó đang thấp thỏm, hưu non và chờ vé máy bay. Nhưng tình trạng vợ con của một số trong giới quan chức trung và cao cấp từ lâu đã ung dung ở các nước phương Tây thì không thể che mắt thiên hạ. Không thiếu gì bằng chứng về các công tử ăn chơi nhảy múa và sắm xe xịn, mua nhà không cần trả giá bên trời Tây bằng tiền của cha mẹ. Trong những năm gần đây, làn sóng ra đi tìm đường cứu nước của giới quan chức và người giàu Việt Nam có nhiều dấu hiệu tăng vọt. Theo hồ sơ Panama, chỉ riêng trong năm 2015, lượng ngoại tệ từ Việt Nam chuyển ra nước ngoài đã lên đến 19 tỷ Mỹ Kim. Vào tháng 7 năm 2016, ngay trước thời điểm thông qua lần cuối tư cách của gần 500 đại biểu quốc hội, Việt Nam mới bỗng dưng phát hiện một chuyện cười ra nước mắt. Nữ đại biểu quốc hội Nguyễn Thị Nguyệt Hường có quốc tịch ở Cộng hòa Moldova, một quốc gia có rộng khoảng 300 cây số vuông, nằm ở một xó của châu Âu, tạo ấn tượng nổi bật nhất nhờ vào hai việc: trở thành rổ đựng bóng trong các trận cầu quốc tế và dễ tránh thuế đánh vào tài sản cá nhân. Trước tin xấu về Mỹ sẽ tạm dừng cấp các thị thực từ tháng 3 năm 2018, đang xuất hiện thông tin nhiều quan chức giàu sụ ở Việt Nam phải tính toán một phương án khác. Thay vì tìm một cách nhập khẩu vào Mỹ như trước đây, họ chuyển sang địa bàn Tây Âu, cho dù số phận của họ ở châu Âu sẽ rủi ro hơn ở Mỹ nếu Tổng Bí thư của họ quyết định mở một chiến dịch săn cáo như Tập Cận Bình đã tổ chức để lôi cổ những kẻ tham nhũng về nước quy án. Quý vị vừa theo dõi bản tin Mỹ tạm dừng cấp thị thực, nhiều quan chức Việt Nam mất ngủ của Phạm Chí Dũng, được trích dẫn từ báo Cali Today. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin quý vị hãy ở lại với chúng tôi trên làn sóng 1500 AM. Tiếp tục theo dõi những chương trình kế tiếp và hãy ủng hộ cho những thân chủ quảng cáo của chương trình truyền hình và truyền thanh Cali Today. Xin cảm ơn quý vị. Quý vị có thể theo dõi mục này nhiều hơn trên làn sóng Radio Phố Đêm 1500 AM mỗi ngày, từ 1 đến 5 giờ chiều và từ 4 đến 11 giờ tối tại miền Bắc California và quý đồng hương tại thành phố Seattle và các thành phố phụ cận. Cũng có thể nghe trên Radio Seattle ngày nay trên làn sóng 1540 AM từ 1 đến 4 giờ chiều mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu. Ngoài ra, quý vị cũng có thể nghe lại bất cứ lúc nào trên trang mạng truyền hình calitoday.com.